Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ vẽ và cắt con thạch sùng. Bây giờ các bạn hãy xem mình làm nhé. Đầu tiên mình sẽ vẽ cái mặt con thạch sùng trước này. Đầu con thạch sùng. Được rồi. Rồi mình sẽ cắt theo đường viền của con thạch sùng các bạn ạ.
Bạn ơi, mình vừa làm xong con thạch sùng rồi đấy các bạn à. Video mình đến đây để hết kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.